Thông tin từ báo Tiền Phong, thời gian qua, nhiều địa phương như Đồng Nai, Bến Tre, Hà Tĩnh, Bình Dương đã đưa ra quy định mới về điều kiện và diện tích tối thiểu khi tách thửa đất. Điều này có tác động lớn đến người dân đang có ý định mua bán hoặc tách thửa. Để hiểu rõ quy định chi tiết giúp tránh các rủi ro pháp lý và chi phí phát sinh, quý khán giả theo dõi nội dung ngay sau đây nhé. Tại Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định quy định cụ thể điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5 tháng 11. Quy định mới quy định với đất ở, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa ở đô thị là 60m², đối với đất ở nông thôn là 80m². Về điều kiện thửa đất sau khi tách phải tiếp giáp với đường giao thông. Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với đất nông nghiệp ở nông thôn là 1.000m², quy định hiện hành là 2.000m². Với đất nông nghiệp tại đô thị vẫn giữ nguyên diện tích tối thiểu sau khi tách thửa như cũ là 500m². Tỉnh Đồng Nai cũng quy định về điều kiện tách thửa đối với trường hợp cá biệt. Trong trường hợp hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước luật đất đai năm 2014, cá nhân mà có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo điều kiện cụ thể về kích thước cạnh thửa đất, diện tích tối thiểu theo quy định nhưng thuộc hộ nghèo hoặc trong hộ có người bị bệnh hiểm nghèo và các trường hợp cá biệt khác, giao Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cũng vừa ban hành quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn. Theo đó, đối với đất ở, diện tích tối thiểu sau tách thửa tại các phường là 36m², tại các thị trấn là 40m², tại các xã là 50m². Các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm có lối đi, được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, bảo đảm cấp nước, thoát nước. Các thửa đất sau khi tách thửa phải có cạnh tiếp giáp với lối đi và chiều sâu của thửa đất lớn hơn hoặc bằng 4m. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp tại các phường và thị trấn là 300m², tại các xã là 500m². Đối với đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thửa đất được tách thửa đảm bảo diện tích theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt. Trường hợp thửa đất nằm trong khu vực chưa được lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu như sau. Diện tích tối thiểu của thửa đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại các phường là 100m², tại các thị trấn là 200m², tại các xã là 300m². Các thửa đất sau khi tách thửa phải có cạnh tiếp giáp với lối đi và chiều sâu của thửa đất lớn hơn hoặc bằng 4m. Các thửa đất phi nông nghiệp không phải đất ở, sau khi tách thửa phải bảo đảm có lối đi, được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, bảo đảm cấp nước, thoát nước. Tại Hà Tĩnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quy định một số nội dung của luật đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện trên địa bàn, trong đó quy định điều kiện diện tích tối thiểu của việc tách thửa. Theo quy định, đối với thửa đất ở khu vực đô thị, các phường thuộc thành phố, thị xã và thị trấn, xã Thạch Kim thuộc huyện Lộc Hà, xã Cẩm Nhượng thuộc huyện Cẩm Xuyên, diện tích tối thiểu bằng 50m², có kích thước cạnh tiếp giáp và chiều sâu thửa đất tính vuông góc với đường giao thông tối thiểu 4m. Nếu hình thành lối đi mới và mương thoát nước thì tổng chiều rộng của lối đi và mương thoát nước tối thiểu 4m. Đối với thửa đất tại các xã thuộc thành phố, thị xã và khu vực nông thôn có vị trí bám đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, diện tích tối thiểu bằng 60m². Các vị trí còn lại diện tích tối thiểu bằng 75m² và có kích thước cạnh tiếp giáp với chiều sâu thửa đất tính vuông góc với đường giao thông tối thiểu 5m. Nếu hình thành lối đi mới và mương thoát nước thì tổng chiều rộng của lối đi và mương thoát nước tối thiểu 4m. Đối với đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất làm muối diện tích tối thiểu sau khi tách thửa bằng 500m². Đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác, đất chăn nuôi tập trung diện tích tối thiểu sau khi tách thửa bằng 1.000m². Đối với đất rừng sản xuất, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa bằng 10.000m². Thời gian qua, các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Bình Dương, Cần Thơ, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Long An và nhiều địa phương khác cũng ban hành quy định mới, quy định điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa. Các quy định mới này sẽ giúp đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người dân trong giao dịch đất đai, nhưng cũng đòi hỏi quý vị cần nắm bắt kỹ để tránh mất tiền oan. Bạn nghĩ sao về các quy định tách thửa này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận và đừng quên nhấn chuông thông báo kênh để cập nhật thêm những quy định mới nhất về tách thửa từ các địa phương trên cả nước nhé. Thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa ký quyết định số 100/2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố về quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2024. Theo quyết định này, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau tách thửa đã trừ phần diện tích thuộc quy hoạch công trình giao thông và đảm bảo diện tích tách thửa tối thiểu như sau. Đối với đất ở, khu vực 1 gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú, thửa đất ở hình thành
và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa phải đạt diện tích tối thiểu 36m², có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3m. Khu vực 2 gồm các quận 7, 12, Bình Tân, thành phố Thủ Đức và thị trấn các huyện, thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa phải tối thiểu 50m², có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m. Khu vực 3 gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn, thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa phải tối thiểu 80m², có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m. Diện tích tách thửa đối với đất nông nghiệp được quy định là 500m², đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác 1.000m², đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất chăn nuôi tập trung. Điều kiện, nguyên tắc tách thửa, hợp thửa đất được Thành phố Hồ Chí Minh quy định rất cụ thể. Theo đó, việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện được quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3, điều 220 Luật Đất đai. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất để làm lối đi thì lối đi đó do các bên thỏa thuận và Ủy ban nhân dân quận huyện và Thành phố Thủ Đức có trách nhiệm căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương xem xét lối đi do các bên thỏa thuận có đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước, điện để có ý kiến chấp thuận trước khi thực hiện việc tách thửa hoặc hợp thửa. Phần diện tích đất được xác định làm lối đi sử dụng cho nhiều thửa đất, từ 2 thửa đất trở lên thì được chuyển sang hình thức sử dụng chung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Khác với quy định trước đây, quyết định này không còn quy định về điều kiện quy hoạch và điều kiện xây dựng. Với những quy định mới về điều kiện tách thửa và hợp thửa đất tại Thành phố Hồ Chí Minh, bạn nghĩ liệu quyết định này sẽ mang lại tác động gì cho thị trường bất động sản thành phố trong thời gian tới? Hãy để lại ý kiến ở dưới video và đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Sự ủng hộ của quý khán giả là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục mang đến nhiều nội dung hữu ích hơn. Báo Thanh Niên thông tin. Theo thông báo từ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, đến cuối ngày 30 tháng 10, toàn bộ các chi cục thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được chỉ đạo khóa sổ, nhận hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên hệ thống liên thông điện tử. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Mới đây, trong văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện quyết định 79/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến các chi cục thuế, phòng quản lý các khoản thu từ đất, phòng công nghệ thông tin, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 8, khi xác định nghĩa vụ tài chính, hộ gia đình không còn phân biệt giá đất trong ngoài hạn mức, không xem xét giá trị lớn hơn 30 tỷ đồng, không còn trường hợp áp dụng giá đất cụ thể. Về chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 103/2024 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8. Theo đó, tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở bằng tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất nếu có. Tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất áp dụng theo điều 9, điều 10, điều 11, điều 12 Nghị định số 103/2024. Tuy nhiên, Cục Thuế thành phố cũng lưu ý tỷ lệ phần trăm thu tiền sử dụng đất khác nhau theo từng trường hợp cụ thể, tùy thuộc vào thời gian bắt đầu sử dụng đất, loại đất thực tế đang sử dụng có vi phạm pháp luật sử dụng đất hay không. Về thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 155 Luật Đất đai năm 2024, ngày hiệu lực của bản giá đất theo quyết định số 79/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Về trình tự thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính đất đai, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện theo quy trình liên thông điện tử hiện hành và quy định tại Nghị định số 103/2024. Trường hợp chưa đủ cơ sở để tính tiền sử dụng đất và các khoản phải nộp khác thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc bộ phận một cửa liên thông và thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp có nội dung đề nghị khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bổ sung hồ sơ. Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan thuế phải ra thông báo nộp tiền sử dụng đất, quyết định giảm tiền sử dụng đất. Nếu thuộc trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, cuối ngày 30 tháng 10, các chi cục thuế khóa sổ nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên hệ thống liên thông điện tử, in danh sách, số lượng hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận trong ngày và ký xác nhận với cơ quan tài nguyên và môi trường. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các chi cục thuế, phòng quản lý các khoản thu từ đất, phòng công nghệ thông tin quán triệt, triển khai thực hiện thống nhất các nội dung nêu trên theo đúng chức năng, nhiệm vụ,
đảm bảo việc giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Bạn bè hay người thân của bạn đã nộp hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai hay chưa? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé.